Xin chào mọi người, hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn rất là quen thuộc, đó là món heo quay. Với cái cách làm này thì tất cả mọi người ai cũng sẽ làm được và thành công trong lần đầu tiên. Rất là dễ làm, không tốn quá nhiều thời gian. Đó là món heo quay Quảng Châu. Nguyên liệu gồm có một miếng ba rọi heo 1 kg, rượu mai quế lộ, đường 1 muỗng, muối 1 muỗng, bột ngọt 1 muỗng, hạt nêm heo 1 muỗng, ngũ vị hương 1 muỗng, dầu hào 2 muỗng, gừng 5 g, hành tím 2 g, tỏi 2 g, một củ hành tây. Phần hỗn hợp giấm thì chúng ta có 30ml giấm. Ở đây chúng ta sử dụng giấm công nghiệp, hoàn toàn là độ axit chua nha mọi người. Một muỗng muối ăn, tùy theo khẩu vị và sở thích của mọi người mà chúng ta chọn thịt. Ở đây Đức sẽ sử dụng thịt ba rọi. Nếu ai không thích mỡ thì chúng ta có thể sử dụng thịt đùi cũng được. Lưu ý là khi chúng ta chọn thịt nóng, thịt tươi thì khi thành phẩm của chúng ta thì da của mình sẽ không có giòn và nổ nhiều nha. Theo kinh nghiệm của Đức á, thì mình nên sử dụng thịt đông lạnh, hoặc là mình mua thịt tươi về sơ chế xong thì mình phải để tủ đông. Qua ngày hôm sau mình sử dụng thì cái phần da nó sẽ nổ giòn hơn. Phần rượu mai quế lộ và phần dầu hào thì Đức có để đường link hướng dẫn làm ở dưới comment nha mọi người. Trước tiên thì các loại củ như hành, tỏi, gừng thì chúng ta cho vào cái xay, không cần phải lột vỏ nha mọi người. Chỉ cần rửa sạch rồi cho vào cái cối xay. Khi xay xong rồi thì chúng ta sẽ cho vào một cái túi lọc, vắt lấy cái nước cốt. Thì cái nước cốt của cái gia vị này sẽ dễ thấm hơn cái phần thịt. Và khi mình nướng thì nó sẽ không bị cháy nha mọi người. Và cái phần xác của các loại củ này thì mình sẽ cho vào nấu với nước để khử mùi tanh của thịt. Đầu tiên chúng ta sẽ cho rượu mai quế lộ vào và chúng ta cho túi gia vị vào. Chú ý là mình khi mình luộc thịt thì không để nước sôi sùng sục, và mình để cái chế độ nước vừa sôi chứ không để sôi sùng sục nha mọi người. Thì mình luộc cái phần da trước, sau đó mình sẽ luộc tới phần thịt. Ở đây mình sẽ luộc cái miếng thịt này đến 5 phút nha mọi người. Phần này để mình khử đi cái mùi hôi của thịt đó, và cái phần da nó săn lại thì mình đâm nó sẽ dễ dàng hơn. Sau khi luộc xong rồi thì mình sẽ cắt sớ trước để mình ướp gia vị cho nó thấm. Lưu ý là khi chúng ta cắt thì mình chỉ cắt tới cái phần sớ mỡ thôi nha, đừng cắt đứt luôn. Ở đây Đức có một cái cây xăm thịt, thì cái cây này mình có thể đặt mua trên những cái trang mạng xã hội. Thì nếu chúng ta không có sử dụng cái cây xăm thịt này thì chúng ta có thể sử dụng nĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ pha hỗn hợp gia vị. Chúng ta cho dầu hào vào nước cốt hành tỏi. Sau đó chúng ta sẽ cho hỗn hợp gia vị vào để trộn đều. Tiếp đến chúng ta sẽ pha hỗn hợp giấm và muối. Hỗn hợp này sẽ giúp cho da heo khô lại và nó sẽ nổ đều hơn. Độ axit trong giấm sẽ giúp cho da heo giãn nở, và muối sẽ giúp cho da heo được khô lại. Nó sẽ rút cái phần nước trong cái da heo đi, giúp cho da được nổ đều hơn. Bây giờ chúng ta ướp cái gia vị trước. Sau đó mình sẽ lấy một cái giấy bạc, mình gói cái miếng thịt lại. Để sau đó thì mình sẽ cho thêm cái phần nước ướp vào. Và một lưu ý nhỏ là mình sẽ dùng một cái thanh que để mình kê cái miếng thịt lên cho nó đều. Bởi vì khi mình không chiên cái này thì mỡ và nước thịt ra nó sẽ thấm ngược vào trong lại cái thớ thịt rất là ngán nha mọi người. Cho nên mình sẽ dùng cái cây que để mình kê cái miếng thịt lên để cho nước và mỡ nó không thấm ngược vào miếng thịt lại. Sau đó thì chúng ta đem đi phơi tầm 2 đến 3 tiếng. Cứ 30 phút thì chúng ta sẽ cho hỗn hợp giấm muối lên một lần. Đây là cái cách rút gọn thời gian của cái miếng da heo. Vì mình coi trên những cái video khác, mình thấy là người ta đem cái miếng da heo này người ta cất trong tủ lạnh cho đến một ngày. Còn khi mà mình đi phơi như vậy thì chỉ gần 2 tiếng đến 3 tiếng là chúng ta có thể đi nướng được rồi. Chúng ta bật nhiệt độ 180 độ, nướng hai mặt trong vòng 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ mở chế độ lửa trên ở nhiệt độ 250 và nướng tiếp 10 phút nữa để cho da được nổ như vậy nè. Đặc biệt khi mà cái da heo mình đem đi phơi và mình đi nướng như vậy thì da heo rất là giòn. Thì mọi người có thể nghe tiếng
da heo nó giòn như vậy nè. Tiếp đến thì bắt đầu mình sẽ cắt da heo thành cái miếng vừa ăn và mình trang trí da heo giòn nghe rùm rùm, rất là đã luôn. Cái món heo quay này á, thì mình sẽ ăn kèm với lại đồ chua. Thì cái phần đồ chua Đức cũng đã hướng dẫn cho mọi người ở cái video trước, mình có thể xem lại đường link bên dưới comment nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, cảm ơn mọi người và chúc mọi người thành công. Bye bye.